Xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu dịch vụ nâng mông hay dịch vụ làm lớn vòng 3. Vòng 3 tức là vòng mông được tính bằng lấy vòng 1 cộng với 5 hoặc 7 cm, thì ra tiêu chuẩn của vòng 3. Như vậy, trong cách làm vòng 3, kinh nghiệm của tôi chú ý những điều như sau. Thứ nhất là vật liệu. Hiện tại vật liệu nâng mông gồm có của công ty Silimex và công ty Polytech. Cần lưu ý là mục đích của việc nâng vòng 3 để làm cái gì. Như vậy, mục đích của nâng vòng 3 để thứ nhất là cho vòng 3 lớn lên, cân xứng với cơ thể như các bạn đã từng biết. Nhưng mục đích thứ hai cũng không kém phần quan trọng, tức là tạo cảm giác cái chân nó dài ra. Vậy thì vị trí đặt túi mông hiện tại bây giờ, nó không phải là cái mông ở chỗ nào là đưa cái túi vô chỗ đó, mà là cái điểm cao nhất của cái túi được đặt ở ngay cái bờ xương chậu, và điểm thấp nhất của cái túi nó nằm ngay chỗ điểm cao nhất của cái mông hiện tại của các bạn. Và trong phẫu thuật này bao giờ cũng phải kết hợp với lại hút cái phần mỡ giữa cái ngấn mông đùi. Chúng ta phải hút cái ngấn này để tạo cái dáng mông nó cao lên, và như vậy cái chân mới cảm giác nó dài ra. Điều lưu ý thứ ba, cái dáng của người Việt Nam, hay nói khác là cái phần chân và phần thân của người Việt Nam, luôn bị một cái khuyết ở mặt ngoài đùi. Tức là khi chúng ta thả cái bàn tay xuống, các bạn thả cái bàn tay xuống, các bạn sẽ thấy cái vùng đó nó bị khuyết. Thế thì để cho cái dáng vòng 3 nó tròn trịa, buộc chúng ta phải lắp cái chỗ khuyết đó. Vậy lắp cái chỗ khuyết đó như thế nào? Sẽ nên hút cái mỡ ở vùng bụng của các bạn để chuyển xuống cái chỗ khuyết đó. Và điều sau cùng, điều thứ tư, đó là cái vòng 3 người Việt Nam luôn bị chìm bởi một cái khối mỡ ngay cái vùng eo hông này. Có nghĩa các bạn có cố làm lớn cái vòng 3 đi nữa, nhưng mà do cái điểm thắt, do cái điểm eo hông này nó không có cái điểm nhấn, cho nên cái vòng 3 luôn bị chìm. Vì vậy, để làm vòng 3 đẹp, buộc chúng tôi phải hút bỏ cái khối mỡ ở vùng eo hông này. Như vậy, dịch vụ làm đẹp vòng 3, hay nói cách khác là dịch vụ nâng mông, sẽ bao gồm là nâng vòng 3 kết hợp với lại hút mỡ của cái vùng eo hông. Thì đó mới là dịch vụ hoàn hảo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.